Các bạn đang nghe truyện Ta chỉ muốn hủy diệt tông môn sao lại thành thần rồi trên kênh TV Audio CV. Chương 42, hôm nay là ngày gì vậy? Chỉ nhìn thoáng qua, Ngụy Đức Kim đã choáng váng. Trên đơn mua hàng vẫn có Thân Linh Thảo và cũng là số lượng cực lớn 50 vạn gốc, hôm nay là ngày gì vậy? Thân Linh Thảo trước đây không bán được, giờ lại trở thành vật bị các bên tranh giành. Sao vậy? Các ngươi mua thứ này về để bệnh dày cỏ à? Ngụy Đức Kim cũng đưa ra câu trả lời tương tự cho Thượng quan trưởng lão Đông Nguyệt Cát, vị này cũng tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó rời đi với tâm trạng nặng nề. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, Ngụy Đức Kim trong lòng tò mò, nhưng hắn không dám cho người đi điều tra, chuyện của 10 đại tông môn, một đại hưng thương hội nhỏ bé có tư cách gì mà điều tra. Chán sống sao, nhưng khi Ngụy Đức Kim vừa thở vào nhẹ nhõm một lần nữa, thì lại có người đến. Lão gia, từ trưởng lão của Bắc Minh Thành đến phòng khách quý chứ gì? Ngụy Đức Kim bước vào phòng khách quý với vẻ mặt chết lặng, nhưng ngay khi bước vào, khuôn mặt hắn lại tràn đầy nụ cười. Nịnh nọt là màn dạo đầu quen thuộc, sau đó là danh sách quen thuộc, thân linh thảo quen thuộc, câu trả lời quen thuộc, tâm trạng nặng nề quen thuộc. Lần này Ngụy Đức Kim cũng có tâm trạng nặng nề. Thân linh thảo bệnh dày có, có tác dụng đặc biệt gì sao? Hay là ăn phá thạch đang có thể trường sinh bất lão? bằng không thì mười đại tông môn đều mắc bệnh sao cũng mang tâm trạng nặng nề còn có sở tinh hà ở dược vương cung không đúng ta mua thân linh thảo gây tổn thất lớn như vậy cho tông môn tại sao la bàn vận rủi không cho phần thưởng sở tinh hà kịp phản ứng theo lẽ thường mình bị phạt sẽ được thưởng nhưng mình gây tổn hại cho tông môn cũng phải có thưởng chứ tại sao lại không có vấn đề này sở tinh hà đã suy nghĩ mấy ngày cuối cùng nghĩ ra được lời giải thích duy nhất là thân linh thảo tuy mua nhiều nhưng giá của thứ này vẫn còn đó mặc dù chất đóng trong kho của dược vương cung nhưng cũng coi như là tài sản cố định cách tính toán tổn thất của la bàn vận rủi không phải là mình mua nhầm là được mà phải là mất đi dù là dùng đồ hữu ích mua về một đống phế thải cũng không được chỉ cần giá trị không đổi thì không tính là tổn thất tính toán như vậy sở tinh hà hiểu ra xem ra muốn để tông môn tổn thất con đường mua sắm này không đi được nhất định phải làm gì thực tế hơn, tại Dược Vương Cung, đại trưởng lão đã lên kế hoạch cấm túc hàng ngày cho Sở Tinh Hà. Buổi sáng, Sở Tinh Hà tu luyện hạo thiên chiến ý và làm quen với hạo thiên kiếm hạp. Các trưởng lão của Dược Vương Cung thay phiên nhau tiếp chiêu của Sở Tinh Hà, mặc dù đau đớn, nhưng sức chiến đấu của hắn tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên, với hạo thiên kiếm hạp, cho đến nay Sở Tinh Hà nhận thấy mình vẫn chỉ có thể sử dụng một thanh phi hoàng, những thần kiếm khác vẫn chưa thể sử dụng có lẽ tu vi của hắn vẫn chưa đạt tới buổi chiều là khoảng thời gian đau khổ nhất đại trưởng lão tự mình truyền dạy sở tinh hà phương pháp luyện dược tuy có truyền thừa của dược thánh nhưng để tiêu hóa được truyền thừa vẫn cần sự chỉ dẫn phương pháp chỉ dẫn của đại trưởng lão rất đơn giản và thô bạo đó chính là luyện liều mạng luyện dược sự thật chứng minh phương pháp của đại trưởng lão rất hiệu quả khi sở tinh hà lần đầu tiên luyện chế thành công đang dược tứ phẩm huyết linh đang cực phẩm, đại trưởng lão cuối cùng cũng nở nụ cười. Đồng thời, sở tinh hà cũng thực sự nắm bắt được một số tinh túy, sau đó khi luyện chế huyết linh đan, chỉ cần không phân tâm, phần lớn thời gian đều có thể trực tiếp luyện chế ra cực phẩm. Đây mới là dáng vẻ nên có của truyền thừa dược thánh. Đại trưởng lão nhìn những viên đang dược cực phẩm do sở tinh hà luyện ra, mỉm cười hài lòng. Nhưng người duy nhất phải chịu khổ ở Dược Vương cung không chỉ có Sở Tinh Hà, mà còn có Phùng Phi. Mặc dù không ai trách mắng hắn về chuyện 300 vạn gốc thân linh thảo, nhưng Phùng Phi vẫn cảm thấy rất có lỗi, vì vậy những ngày này hắn luôn suy nghĩ xem rốt cuộc phải xử lý 300 vạn gốc thân linh thảo này như thế nào. Hạo Thiên Tông cũng có thương đội riêng, Phùng Phi cũng đã tìm đến thương đội của Hạo Thiên Tông, nhưng khi người ta nghe nói muốn bán 300 vạn gốc thân linh thảo, quản sự của thương đội suýt tè ra quần. Không hề nói quá, thân linh thảo là thứ mà nhu cầu bên ngoài gần như không có. Đừng nói 300 vạn, một năm bán được 3 vạn gốc cũng phải vừa dụ dỗ vừa lừa gạt mới làm được. Vì vậy, 300 vạn gốc thân linh thảo này lúc này, ngoài việc đặt trong kho dược liệu mới xây của Dược Vương cung, căn bản không có bất kỳ tác dụng nào khác. Phùng phi cũng đã tìm đại trưởng lão nói chuyện, đối với việc này, ý của đại trưởng lão là để phùng phi tự mình xử lý. Phùng Phi cắn răng nghiến lợi, thật sự không được, ta sẽ giảm giá bán, mặc dù lỗ một chút, nhưng ít nhất vẫn có thể giải quyết hết chứ. Phùng Phi đau đầu vô cùng vì chuyện thân linh thảo. Một ngày nọ, khi đại trưởng lão đang hướng dẫn sở tinh hà luyện dược, có đệ tử đến báo cáo, đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía đệ tử vào cửa, là Trầm Xuân. Đại trưởng lão, mã trưởng lão của tinh Nguyệt Tông, thượng quan trưởng lão của Đông Nguyệt Cát và từ trưởng lão của Bắc Minh Thành cùng đến, cái gì? Đại trưởng lão nghe thấy ba nhà này thì sững sờ. Trong 10 đại tông môn, Hạo Thiên Tông ngồi vững trên ngôi vị đầu bảng, nhưng dưới Hạo Thiên Tông còn có chín tông môn cực kỳ cường thịnh khác, ba nhà này nằm trong số đó. Tuy rằng bình thường giữa 10 đại tông môn cũng có qua lại, nhưng ba vị trưởng lão cùng lúc xuất hiện tại Hạo Thiên Tông, quả thật là lần đầu tiên. Đại trưởng lão biết, nếu không có chuyện gì quan trọng, bọn họ tuyệt đối không thể xuất hiện nhìn sở tinh hà đang nghỉ ngơi, đại trưởng lão mở miệng, đừng giả vờ nằm nữa, đi với ta gặp ba vị trưởng lão này, ngoài ra Trầm Xuân ngươi thông báo cho Phùng Phi đi tiếp đón ba vị khách quý trước, ta sẽ đến sau. Trầm Xuân lĩnh mệnh đi, sở tinh hà cũng nhanh chóng bò dậy. Chỉ cần không bắt ta luyện dược, làm gì cũng được, ba vị trưởng lão cùng đến, đại trưởng lão cũng không dám chậm trễ, thay một bộ áo choàng màu vàng kim lôi văn, đây là trang phục đại diện cho thân phận đại trưởng lão sở tinh hà cũng thay bộ đồ đệ tử thân truyền của mình trên bộ đồ đen có viền vàng hoa văn mây và điểm thêm một số họa tiết ngôi sao trông vô cùng hoa lệ đi theo đại trưởng lão vào phòng khách quý lớn nhất của dược vương cung vừa vào cửa đã thấy ba lão giả đang chỉ trỏ vào dược vương cung mới xây mà tấm tắc khen ngợi ba vị trưởng lão đã chờ lâu lão phu thất lễ đại trưởng lão cười nói đại trưởng lão chúng ta vừa rồi đang nói về dược vương cung này đây dược vương cung mới xây này thật sự rất khí phái thượng quan trưởng lão cũng là người luyện dược nhưng đông nguyệt các bọn họ căn bản không thể có được một nơi luyện dược rộng lớn và xa hoa như dược vương cung hạo thiên tông không hổ là hạo thiên tông dược vương cung như thế này thực sự là một công trình to lớn từ trưởng lão cũng khách sáo theo so với dược vương cung này ta càng muốn nhìn thấy đệ tử đã nhận được truyền thừa dược thánh hơn chắc hẳn đó là vị đằng sau đại trưởng lão phải không mã trưởng lão khóa chặt ánh mắt vào sở tinh hà. Chu tước thông linh, tin tức về truyền thừa dược thánh không thể giấu được, các bên đã sớm nhận được tin tức, chỉ là chưa có hiểu biết cụ thể, bây giờ theo mã trưởng lão mở miệng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào sở tinh hà. Vãn bối sở tinh hà, xin chào các vị trưởng lão. Sở tinh hà tiến lên một bước, cung kính hành lễ với ba vị trưởng lão. Đứa trẻ tốt, miễn lễ miễn lễ, ôi chao, ta đến gấp gáp, cũng không chuẩn bị gì cả ba vị trưởng lão cười ha hả nhưng ánh mắt lại quét từ trên xuống dưới sở tinh hà hận không thể ghi nhớ từng sợi lông của sở tinh hà vào trong lòng đại trưởng lão mời ba vị trưởng lão ngồi xuống sở tinh hà và phùng phi cùng nhau bưng trà rót nước sau đó đứng sau lưng đại trưởng lão sau một hồi khách sáo hoàn toàn không có bất kỳ giá trị dinh dưỡng nào mã trưởng lão chủ động đi vào vấn đề chính đại trưởng lão lần này chúng ta đến đây là có việc muốn nhờ mã trưởng lão khách khí rồi mười đại tông môn như huynh đệ một nhà nào có chuyện nhờ đỡ gì mã trưởng lão có gì cần hạo thiên tông chúng ta hỗ trợ chỉ cần hạo thiên tông có thể giúp tuyệt đối không do dự lời nói của đại trưởng lão vừa dứt mã trưởng lão rõ ràng không hề bị lay động tuyệt đối không do dự ta tin ngươi mới là lạ nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra cảm kích và nói Tinh Nguyệt Tông chúng ta muốn mua 50 vạn gốc thân linh thảo từ Hạo Thiên Tông, Mã trưởng lão vừa dứt lời, đại trưởng lão rõ ràng sững sờ. Cái gì? Muốn mua 50 vạn gốc thân linh thảo? Mã trưởng lão này uống say rồi sao, nhưng chưa kịp để đại trưởng lão băn khoăn rốt cuộc là chuyện gì, hai vị kia cũng lên tiếng và yêu cầu của họ giống hệt như Mã trưởng lão, cũng là muốn mua 50 vạn gốc thân linh thảo, ba nhà mỗi nhà muốn mua 50 vạn cây, cộng lại là 150 vạn gốc thân linh thảo. Khi nghe đến đây, ngay cả sở tinh hà cũng choáng váng. đây là chuyện quá gì vậy? Các ngươi muốn tranh giành loại đồ bỏ đi này để làm gì, nhưng Phùng Phi lúc này lại kích động đến mức sắp nhảy lên. Những ngày qua hắn vẫn luôn đau đầu vì không biết làm sao xử lý 300 vạn gốc thân linh thảo, thoáng cái bán được 150 vạn gốc, mặc dù còn lại một nửa, nhưng vẫn là chuyện tốt trời ban, Phùng Phi kích động nhìn đại trưởng lão, như thể đang nói, nhanh chóng đồng ý với họ đi, mau bán cho họ đi, nhưng trong sự kích động của phùng phi, đại trưởng lão lại lên tiếng, ba vị nói đùa rồi, 150 vạn gốc thân linh thảo, dù có gom hết toàn bộ Hạo Thiên Tông cũng không có nhiều như vậy, cho nên ba vị e. Chẳng phải ra về tay không rồi. Phùng phi sững sờ, Sở Tinh Hà cũng ngây người, đại trưởng lão hôm qua còn đau đầu vì xử lý thân linh thảo, sao hôm nay người ta muốn mua lại không bán, có âm mưu? Trong này chắc chắn có âm mưu, việc đại trưởng lão từ chối là điều không ai ngờ tới. Rõ ràng Hạo Thiên Tông muốn xử lý 300 vạn gốc thân linh thảo, nhưng tại sao ba nhà đến tận cửa mua, đại trưởng lão lại trả lời như vậy, phùng phi sốt ruột đến mức muốn nhảy dựng lên. Nhưng Sở Tinh Hà cũng nhanh chóng phản ứng lại. Có âm mưu. Đây tuyệt đối có âm mưu. Ba vị trưởng lão của ba trong số 10 đại tông môn đồng thời xuất hiện, hơn nữa đều muốn mua thân linh thảo điều này rõ ràng không hợp lý trong tình huống bình thường mua một ít thân linh thảo thì chỉ cần phái một đệ tử đến trao đổi với phùng phi là được dù số lượng lớn cũng không cần trưởng lão đích thân tới chứ đại trưởng lão chúng ta đã đến đại hưng thương hội mã trưởng lão dường như đã đoán trước được câu trả lời của đại trưởng lão trực tiếp lên tiếng ồ ngụy mập khi nào học được nói dối rồi phùng phi ngày mai ngươi sắp xếp người đi dạy cho ngụy mập một bài học nhớ đời vâng phùng phi lĩnh mệnh. Đại trưởng lão nhà nhã uống trà, bộ dạng các ngươi cứ nói đi, ta không thừa nhận đâu. Cuối cùng, thượng quan trưởng lão, người nóng tính nhất, không nhịn được nữa. Đại trưởng lão, đều là người thông minh cả, chúng ta cũng không giả vờ hồ đồ nữa, linh quật kia là do ba nhà chúng ta phát hiện, Hạo Thiên Tông hẳn cũng biết trong linh quật đó đầy rẫy côn trùng độc gây hóa đá, không có phá thạch đang căn bản không thể vào được nhưng hạo thiên tông dùng thủ đoạn như vậy cắt đứt đường lui của chúng ta có phải hơi quá đáng rồi không lời vừa nói ra mã trưởng lão và từ trưởng lão cũng gật đầu theo nhưng đại trưởng lão lại sững sờ cái gì cơ linh quật sở tinh hà cũng ngây ngẩn hắn mô thân linh thảo căn bản không nghĩ đến điều gì khác hoàn toàn là muốn lừa hạo thiên tông một vố nhưng ai ngờ đâu hắn không lừa được hạo thiên tông ngược lại lại lừa được ba nhà này ba nhà này gần đây cùng nhau phát hiện ra một linh quật nhưng sau khi thăm dò thì phát hiện ra trong linh quật dưới lòng đất này đầy rẫy những con côn trùng nhỏ có thể khiến người ta hóa đá và trúng độc muốn vào được nhất định phải chuẩn bị một lượng lớn phá thạch đan ba nhà đã bàn bạc xong mỗi nhà tự chuẩn bị riêng phá thạch đan nhưng không ngờ khi mua thân linh thảo họ phát hiện thân linh thảo đã bị hạo thiên tông mua hết phản ứng đầu tiên của ba nhà là thông tin bị rò rỉ hạo thiên tông chắc chắn cũng biết về linh quật dùng cách này để ép buộc ba nhà vì vậy mới có chuyện ba vị trưởng lão cùng nhau lên núi đến nước này mọi chuyện cũng đã được nói rõ ý của ba nhà rất rõ ràng nếu hạo thiên tông đã biết vậy chúng ta cũng không khách sáo nữa số lượng người vào linh quật này chúng ta chia đều bốn nhà là được một nửa đại trưởng lão đặt chén trà xuống nói đại trưởng lão như vậy có phải hơi quá mức không Linh quật này tổng cộng chỉ có 300 danh ngạch, Hạo Thiên Tông muốn một nửa là tuyệt đối không được. Thượng quan trưởng lão tức giận đến mức suýt làm đổ cả chén trà. Không khí hiện trường trở nên căng thẳng, nhưng cuối cùng mã trưởng lão thở dài và lên tiếng, 100 danh ngạch, lần này Hạo Thiên Tông lấy 100 danh ngạch vào linh quật, đây là giới hạn của chúng ta, nếu Hạo Thiên Tông không đồng ý, vậy chúng ta chỉ có thể đi tìm võ đế thành, tin rằng với nội tình của võ đế thành, những thân linh thảo này chưa chắc đã không thể chuẩn bị được. Thành giao Đại trưởng lão không chút do dự. Hoàn thành giao dịch này, đại trưởng lão cũng nhận được từ ba người này đủ loại thông tin về linh quật, đồng thời 150 vạn gốc thân linh thảo. Đại trưởng lão phất tay, mười đại tông môn chúng ta như huynh đệ một nhà, còn mua bán gì nữa? Chúng ta tặng, hơn nữa không chỉ tặng, chúng ta còn giúp các ngươi luyện chế phá thạch đan rồi giao cho các ngươi. Đối với cách làm trọn gói của đại trưởng lão, ba vị trưởng lão của ba tông môn tức giận đến mức râu ri dựng đứng lên. 150 vạn gốc thân linh thảo đáng giá bao nhiêu tiền? Còn về cái gọi là hỗ trợ luyện chế, đó là hỗ trợ sao? Đó là sợ ba nhà chúng ta cho hạo thiên tông các ngươi leo cây, chỉ cần phá thạch đang còn trong tay hạo thiên tông, ba nhà sẽ không thể nào bỏ rơi hạo thiên tông. Đại trưởng lão tươi cười tiễn ba vị trưởng lão ra khỏi sơn môn hạo thiên tông sau khi xác định ba người đã rời đi đại trưởng lão cười lớn linh quật đại trưởng lão nằm mơ cũng không ngờ một loạt thao tác hỗn loạn của sở tinh hà lại vô tình kẹp cổ ba tông môn mang đến thông tin về linh quật cho hạo thiên tông cái gọi là linh quật là một số di tích cổ đại sau khi hấp thụ tinh hoa của trời đất mà tạo thành linh quật thích hợp nhất cho các đệ tử dưới cảnh giới võ sư nhờ vào linh dịch trong linh quật có thể giúp những đệ tử này tẩy tủy phạt cốt có tác dụng cải tạo thân thể mà linh quật cực kỳ hiếm hoi, bất kỳ nhà nào phát hiện ra cũng tuyệt đối xem như đại bí mật mà bảo vệ. Lần này ba tông môn phát hiện ra linh quật, ngay cả mạng lưới tình báo của Hạo Thiên Tông cũng không nhận được chút tin tức nào, nhưng người tính không bằng trời tính, ai có thể ngờ, đơn đặt hàng sai lầm của Sở Tinh Hà, việc mua 300 vạn gốc thân linh thảo đã trực tiếp khiến mọi mưu đồ của ba tông môn thất bại. Ba tông môn không hề biết Hạo Thiên Tông mua thân linh thảo là do ngoài ý muốn, dù sao đổi lại là ai cũng không thể nghĩ rằng Hạo Thiên Tông lại có thể xảy ra sai lầm như vậy. Nhưng sai lầm này lại mang đến lợi ích không thể tưởng tượng cho Hạo Thiên Tông. Đại trưởng lão trước tiên báo cáo tin tức cho tông chủ, khi nghe đại trưởng lão nói xong, Cố Minh Triều cũng sững sờ một lúc. Việc sở Tinh Hà mua 300 vạn thân linh thảo vốn là một sai lầm lớn, nhưng giờ đây, sai lầm này lại trở thành cơ hội lớn cho Hạo Thiên Tông. Đối với điều này, Cố Minh Triều chỉ có thể nói, có lẽ đó là ý trời. Sau đó, đại trưởng lão thông báo tin tức về linh quật cho các cung, tin tức vừa ra, các cung đều chấn động. Đầu tiên là các trưởng lão của các cung, 100 danh ngạch lần này sẽ được phân phối đến các cung, nói một cách khác, các cung đều có thể hưởng lợi từ việc này, đệ tử của họ sau khi trải qua tẩy tủy phạt cốt, con đường tu luyện trong tương lai sẽ càng bằng phẳng hơn, đây chính là cơ hội lớn. Các trưởng lão của các cung khi nghe nói tất cả những điều này là do Sở Tinh Hà vô tình mua 300 vạn gốc thân linh thảo cũng vừa khóc vừa cười các đệ tử của các cung khi nghe tin cũng vô cùng phấn khích. Lần này có thể vào linh quật tẩy tủy phạt cốt chỉ có 100 người, đối với 3.000 đệ tử mới nhập môn của Hạo Thiên Tông, 100 danh ngạch này là căn bản không có cơ hội tranh giành. Nhưng đừng quên, linh dịch trong linh quật, dù sau khi tẩy tủy phạt cốt bị pha loãng, vẫn có thể mang về, dựa vào linh khí còn sót lại, dùng phương pháp luyện dược để luyện thành tẩy tủy đan, mặc dù kém hơn so với việc tẩy tủy phạt cốt trực tiếp, nhưng cũng tuyệt đối là bảo vật hiếm có. Vì vậy, hành động vô ý của sở tinh hà không chỉ mang lại 100 danh ngạch tẩy tủy phạt cốt trong linh quật, mà còn có thể giúp tất cả đệ tử mới nhập môn đều có được một viên tẩy tủy đan. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hạo thiên tông đều vui mừng khôn xiết. Nhưng dưới bầu không khí vui mừng này, sở tinh hà lại vừa khóc vừa cười, ta thật khó khăn. Ta chỉ muốn mua 300 vạn gốc thân linh thảo để gây ra chút tổn thất cho tông môn thôi mà, bây giờ không những không có tổn thất, còn kiếm được cả một cái linh quật. Điều duy nhất có thể khiến sở tinh hà vui mừng là, vì chuyện linh quật, lệnh cấm túc của hắn được dỡ bỏ sớm, và dưới sự đề nghị của đại trưởng lão, lần này trong 100 người, sở Tinh Hà trở thành người dẫn đầu không ai cảm thấy việc Tinh Hà Sư Huynh được thả ra có vấn đề gì, dù sao lần này Tinh Hà Sư Huynh có thể nói là đã lập công lớn cho Tông Môn. Về việc đại trưởng lão đề nghị để sở Tinh Hà làm người dẫn đầu, Tông chủ không nói hai lời mà trực tiếp gật đầu đồng ý, 100 danh ngạch cũng nhanh chóng được các trưởng lão của các cung chọn ra, 100 người có thể vào đều là đệ tử ưu tú nhất của các cung dược vương cung dốc toàn lực tất cả đệ tử gấp rút luyện chế phá thạch đan để chuẩn bị cho chuyến đi linh cuộc lần này các hạng chuẩn bị đều đang được triển khai rầm rộ vạn lâm cũng là một trong một trăm người được chọn lần này nàng vui mừng chạy đến dược vương cung vừa vào cửa đã thấy sở tinh hà mặt mày ủ rũ tinh hà sư huynh chắc chắn là vì lần này trở thành người dẫn đầu mà áp lực lớn chắc là vì sợ không thể dẫn dắt mọi người giành được nhiều lợi ích hơn mà phiền não nghĩ đến đây hình ảnh tinh hà sư huynh trong suy nghĩ của vạn lâm lại cao thêm vài phần tinh hà sư huynh vạn lâm tiến lên chào hỏi sở tinh hà sở tinh hà ngẩng đầu nhìn vào ngực đối phương ừm rất lớn không đúng là huy hiệu cửu lâm cung trên ngực nhớ ra được nữ tử này tên vạn lâm vạn lâm sư muội có khó khăn gì cần ta giúp đỡ sao sở tinh hà cố gắng để mình ít nhìn vào những thứ không nên nhìn tinh hà sư huynh ta cũng là một trong những người trong đoàn trăm người lần này, vốn định đến cảm ơn Tinh Hà Sư Huynh vì đã tạo ra cơ hội như vậy cho mọi người, nhưng vừa rồi thấy Tinh Hà Sư Huynh mặt mày ủ rũ, nghĩ là vì lo lắng không thể dẫn dắt mọi người giành được nhiều lợi ích hơn mà buồn phiền. Vạn Lâm nhìn sở Tinh Hà với vẻ mặt sùng bái. Sở Tinh Hà vừa gật đầu vừa thầm nghĩ, ta lo lắng không thể dẫn dắt các ngươi lấy được lợi ích à, Ta đang nghĩ làm thế nào để hố hết các ngươi đấy, ta buồn bực vì không nghĩ ra cách hố các ngươi chứ bộ, Tinh Hà sư huynh yên tâm, mặc dù Hạo Thiên Tông chúng ta ở xa nhất, nhưng theo trưởng lão nói, chúng ta đã chuẩn bị sẵn trận pháp dịch chuyển, sẽ không làm trễ việc chúng ta đến đúng giờ, bây giờ còn vài ngày nữa mới đến lúc linh quật mở ra, chúng ta sẽ đến kịp, hơn nữa tất cả phá thạch đang đều nằm. Trong tay chúng ta, ba tông môn kia tuyệt đối không thể vào sớm, nếu chúng ta không đến không ai có thể vào linh quật lấy được lợi ích cái gì cơ sở tinh hà nghe vạn lâm nói mà sững sờ ba giây trời ơi sư muội tuyệt vời lần này đi linh quật sở tinh hà luôn băn khoăn làm thế nào để hố mọi người đây đại trưởng lão nói trong linh quật cũng có nguy hiểm sơ sẩy một chút là sẽ mất mạng vì vậy sở tinh hà nhất định phải hết sức cẩn thận điều này khiến sở tinh hà cảm thấy nếu hố mọi người mà khiến tất cả bọn họ chết ở đó lương tâm thực sự không thể vượt qua được mình muốn hủy hoại hạo thiên tông chứ không phải muốn giết sạch hạo thiên tông những sư huynh sư muội này đều là người tốt cả vì vậy nếu không làm tổn hại đến tính mạng của mọi người mà vẫn muốn hố mọi người điều này quá khó khăn nhưng lời nói của vạn lâm đã mở ra cho sở tinh hà một hướng suy nghĩ khác việc mở linh quật có giới hạn thời gian sẽ mở ra vào một thời điểm cụ thể ba tông môn đã tính toán ra đó là sau năm ngày nữa và một khi bỏ lỡ thời gian linh quật sẽ tự động đóng lại lần sau mở ra lại không biết là khi nào hạo thiên tông cách vị trí linh quật xa nhất mặc dù có trận pháp dịch chuyển có thể giúp mọi người nhanh chóng đến nơi nhưng mọi việc đều có chữ vạn nhất vạn nhất không đến kịp thì sao vạn nhất không đến kịp và bỏ lỡ thời gian mở linh quật vậy không chỉ hạo thiên tông mà cả ba tông môn kia cũng đừng hòng vào vì phá thạch đang nằm trong tay hạo thiên tông đến lúc đó không chỉ hố hạo thiên tông mà còn hố cả ba tông môn kia, nguyên nhân quan trọng là do vấn đề của Hạo Thiên Tông dẫn đến việc đệ tử của ba tông môn khác cũng không thể tẩy tủy phạt cốt, ba tông môn kia có thể bỏ qua sao, tuyệt vời. Sở tinh hà suýt rơi nước mắt. Sư muội tuyệt vời, sau khi tiễn vạn lâm đi với sự phấn khích và vui mừng, tâm trạng buồn bã của sở tinh hà lập tức trở nên tốt hơn. Hôm nay là ngày tốt lành, nghĩ gì được nấy, là lá la, bài hát này không lành. Lần trước hát bài này mua được 300 vạn gốc thân linh thảo, kết quả lại ra linh quật. Lần này không thể để xảy ra bất ngờ nữa, bài này từ nay về sau không hát nữa, trong thời gian tiếp theo, đại trưởng lão đã cho Sở Tinh Hà biết được dược vương cung vận hành mạnh mẽ đến mức nào. Gần 200 vạn gốc thân linh thảo đã bị tiêu hao gần như không còn, nhưng bù lại, một số lượng lớn phá thạch đan cũng đã được luyện chế ra. Đại trưởng lão chia số đan dược này thành 4 phần. Phần lớn nhất được đưa cho Hạo Thiên Tông. Với số lượng này, đừng nói là giải trừ độc tố hóa đá, cho dù bị kẹt trong linh quật 10 ngày nửa tháng, cũng không cần mang theo lương thực, chỉ cần ăn hết chỗ phá thạch đan này cũng đủ no căng bụng. Theo lời đại trưởng lão, đây gọi là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đồng thời, đại trưởng lão cũng lén đưa cho Sở Tinh Hà rất nhiều loại đan dược khác nhau, bao gồm đan chữa thương, giải độc, nói chung là những loại đang dược cơ bản có thể dùng đến đều có đủ ngoài ra đại trưởng lão còn đưa lệnh bài trưởng lão của lão cho sở tinh hà ra ngoài kia không được làm bừa cầm lệnh bài này khi gặp tình huống cần thiết hãy dùng nó có bị phạt giống như lần trước dùng hạo thiên lệnh không sở tinh hà hỏi yên tâm ta đã bẩm báo tông chủ lệnh bài này chính là ta tự tay giao cho ngươi chỉ cần không làm sằng bậy sẽ không bị phạt Lời đại trưởng lão nói khiến Sở Tinh Hà có chút thất vọng sau khi dặn dò Sở Tinh Hà đủ điều, đại trưởng lão mới rời đi. Vừa lúc đó, Phùng Phi dẫn theo một đám sư huynh linh hạt cung đến. "Tinh Hà sư đệ, đây là các loại đan dược ta chuẩn bị cho ngươi, cất kỹ nhé, ra ngoài kia những đan dược này có thể không cần dùng thì tuyệt đối không dùng, an toàn là trên hết." Phùng Phi vừa dặn dò vừa lén đưa đan dược cho Sở Tinh Hà. "Tinh Hà sư đệ, đây là đan dược ta chuẩn bị cho ngươi, còn có ta" còn có ta ôi chao đủ loại đan dược được lén đưa cho sở tinh hà lần này thì tốt rồi dù có bị kẹt trong linh cuộc nửa năm chỉ cần dựa vào số đan dược này cũng đủ no đến phát ngán tinh hà sư đệ cầm số linh thạch này ra ngoài nhiều chỗ cần tiền tuy không nhiều nhưng cũng đủ để giải quyết khó khăn trước mắt phùng phi lại lấy ra một rương lớn chứa đầy linh thạch thượng phẩm ngươi gọi cái này là không nhiều ư đại ca ngươi có thật sự hiểu về linh thạch không vậy sở tinh hà xuất thân nghèo khổ hiểu rất rõ giá trị của tiền bạc. Người bình thường bên ngoài sử dụng các loại tiền vàng, bạc, đồng, còn linh thạch thì có giá trị cao hơn. Một viên linh thạch hạ phẩm thấp nhất có thể đổi được khoảng 1.000 lượng vàng, và rất ít người đổi linh thạch lấy vàng. Mà 100 viên linh thạch hạ phẩm mới đổi được một viên linh thạch trung phẩm, 100 viên linh thạch trung phẩm đổi được một viên linh thạch thượng phẩm sở tinh hà nhớ mang máng, hồi còn ở Kháo Sơn Thôn, khoảng 10 lượng vàng đã đủ cho một gia đình ba người sống sung túc cả năm số linh thạch mà Phùng Phi vừa đưa cho hắn, nói một cách khác, đủ để mua 50 lần kháo sơn thôn, Phùng Sư Huynh, sao Huynh keo kiệt vậy, tinh hà sư đệ lần đầu ra ngoài, khó tránh khỏi có lúc khó khăn về tiền bạc, một chút linh thạch này làm được gì, lại đây, tinh hà sư đệ, Sư Huynh còn có một ít, ngươi cứ cầm hết đi, Sư Huynh không cần đâu, tinh hà sư đệ, ta cũng còn một chút, ngươi cầm đi rất nhanh, từng trương linh thạch được đặt trước mặt sở tinh hà, từng viên linh thạch thượng phẩm tỏa ra ánh sáng chói mắt nhiều linh thạch như vậy tụ tập lại một chỗ, sở tinh hà nhận ra khả năng tính toán của mình thật kém cỏi, hắn thậm chí không thể tính được số linh thạch trước mắt có thể mua được bao nhiêu kháo sơn thôn tỉ một đợt sư huynh đi, lại có đợt khác đến. Có người đưa đan dược, có người đưa linh thạch, có mấy người còn chuẩn bị đủ loại bí bảo cho sở tinh hà, chỉ tiếc là những bí bảo đó cấp bậc hơi cao, sở tinh hà căn bản không sử dụng được. Đợi tất cả sư huynh đi rồi, sở tinh hà nhìn đống đồ trong càng không giới mà đại trưởng lão đưa cho không nói nên lời trước đây vẫn nghe người ta kể chuyện thiếu niên nghịch thiên đi ra từ sơn thôn động một tí là muốn đánh bại các thiếu gia hào môn nhưng giờ phút này sở tinh hà chỉ muốn chỉ vào mặt thiếu niên sơn thôn kia mà hỏi dựa vào cái gì ngươi nhìn xem đồ trong càng không giới của ta đây ta còn chưa cần ra tay chỉ cần lấy linh thạch ra thôi cũng đủ đập chết cả thôn ngươi ngươi nói xem ngươi dựa vào cái gì mà đòi đánh bại ta chỉ riêng số tài sản mà các sư huynh linh hạt cung đưa cho đã vượt quá khả năng tính toán của sở tinh hà xem ra hắn đã định sẵn không thể đi con đường nghịch lưu bởi vì không chỉ không cần nghịch lưu mà ngay cả dòng sông này cũng là của hắn một đêm ngon giấc sáng hôm sau sở tinh hà cùng với các đệ tử được chọn từ các cung tập trung tại hạo thiên cung tông chủ đích thân đến đầu tiên là đại trưởng lão dặn dò trước khi lên đường đại loại là không được làm bừa làm bậy, không được làm mất uy danh hạo thiên tông, rồi thì chú ý an toàn bản thân các kiểu. Tông chủ thì đi thẳng vào giữa mọi người, ánh mắt lướt qua, cuối cùng dừng lại trên người sở Tinh Hà. Tinh Hà, ngươi là đội trưởng lần này, nhớ phải cẩn trọng trong lời nói và hành động, bảo vệ chu toàn cho từng sư đệ sư muội trong chuyến đi linh quật, đồng thời cố gắng mang về càng nhiều tài nguyên cho hạo thiên tông. Tông chủ cứ yên tâm. Nếu lần này không mang về được ít nhất 7 phần tài nguyên, Tinh Hà xin chịu phạt bị trục xuất khỏi tông môn, tông chủ ngớ người, ngươi không nghe ta nói, cố gắng, sao? Ta đâu có bảo ngươi lập quân lệnh trạng. Tinh Hà, ta biết ngươi muốn giành vinh dự cho tông môn, nhưng nếu nói vậy mà bị trục xuất khỏi tông môn, thì sau này còn đệ tử nào dám dẫn đội nữa? Tông chủ cười trừ. Tông chủ nói đúng, nhưng thân là đội trưởng, ta phải có dáng vẻ của một đội trưởng. Nếu lần này không mang về được ít nhất 7 phần tài nguyên, xin tông chủ tước bỏ thân phận đệ tử thân truyền của ta tông chủ bất đắc dĩ đứa trẻ tốt ta biết ngươi muốn dành vinh dự cho tông môn nhưng không cần tạo áp lực lớn cho bản thân như vậy các trưởng lão khác nghe vậy cũng gật đầu lia lịa xem kìa trước đây các đệ tử ra ngoài nếu xảy ra chuyện gì đều là đổ lỗi cho nhau sợ bị trách phạt nhưng nhìn sở tinh hà này thân là đội trưởng lại nhận hết trách nhiệm về mình không hề trốn tránh đội trưởng như vậy tìm đâu ra nữa tông chủ nhìn sở tinh hà với vẻ mặt nghiêm túc lại nhìn các trưởng lão khác gật đầu tán thành dù cảm thấy quân lệnh trạng của sở tinh hà hơi quá nhưng hắn vẫn gật đầu bởi vì cái gọi là năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn trách nhiệm càng lớn thì áp lực cũng càng lớn cố minh triều cũng muốn xem liệu sở tinh hà có thể tiếp tục thể hiện hoàn hảo dưới áp lực lớn như vậy hay không còn việc tước bỏ thân phận đệ tử thân truyền có thể tước đi thì cũng có thể ban lại mà ngoài hạo thiên cung trên diễn võ trường lúc này đã được bố trí một trận pháp dịch chuyển khổng lồ. Địa điểm mở ra linh Cuộc lần này nằm ở Ngư Lân Sơn Mạch, cách Hạo Thiên Tông quá xa, nên việc sử dụng trận pháp dịch chuyển đến Vũ Thành, thành trì gần nhất, là phương pháp nhanh nhất. Tuy nhiên, lúc này bốn phía trận pháp dịch chuyển đã đứng đầy người, nhìn sơ qua có thể thấy đệ tử của các cung đều có mặt, nhưng số lượng đệ tử Linh Hạc Cung là đông nhất. Cố Minh Triều liếc nhìn, ồ, Linh Hạc Cung này, ngoại trừ một số đệ tử có nhiệm vụ đặc biệt không thể rời đi, e rằng tất cả đều đã có mặt đông đủ trước đó nghe nói sở tinh hà bị phạt toàn bộ trên dưới linh hạt cung đều cầu tình cho hắn cố minh triều đã cảm động nhưng hôm nay nhìn thấy nhiều sư huynh đến tiễn sở tinh hà như vậy hắn lại một lần nữa xúc động nhưng mà sở tinh hà chỉ đi một chuyến linh quật thôi mà tuy nói có nguy hiểm nhưng mọi người đều biết rõ mức độ nguy hiểm của linh quật các ngươi làm thế này là sao làm như sở tinh hà sắp lên đoạn đầu đài vậy tinh hà sư huynh thuận buồm xuôi gió tinh hà sư huynh đại triển hùng phong tinh hà sư huynh nhất định phải thắng lợi trở về đây không phải ở linh hà cung nên các xưng hô của các sư huynh đối với sở tinh hà cũng đổi thành sư huynh dù sao hắn cũng là đệ tử thân truyền sở tinh hà chào hỏi các sư huynh dọc đường khi đến gần trận pháp dịch chuyển thấy tông chủ và đại trưởng lão đã đợi sẵn tuy nhiên cả hai đều rất ăn ý không ngắt lời sở tinh hà và các sư huynh đệ đang biện rịnh chia tay dù sao qua nhiều năm như vậy có thể được nhiều sư huynh đệ yêu mến như vậy sở tinh hà có vẻ vẫn là người đầu tiên một trăm người đều bước vào giữa trận pháp dịch chuyển tông chủ không trì hoãn thêm trực tiếp kích hoạt trận pháp một luồng linh quang phóng lên trời trong nháy mắt sở tinh hà cảm thấy trời đất quay cuồng đây là lần đầu tiên hắn sử dụng trận pháp dịch chuyển cảm giác chóng mặt mà thứ này mang lại khiến sở tinh hà suýt nôn sở tinh hà còn đỡ vạn lâm đứng cách đó không xa phía sau đã nôn tại chỗ ánh sáng xung quanh tan đi, sở tinh hà nhận ra họ đã xuất hiện ở biên giới của một thành trì, nơi này hẳn là Vũ Thành. Tuy nhiên, lúc này nhìn lại phía sau, ôi chao, đoàn trăm người đã ngã xuống ít nhất một phần ba. Trận pháp dịch chuyển gì mà ghê gớm vậy, tinh hà sư huynh, vẹ, vạn lâm vừa nói vừa nôn thêm không ít, sở tinh hà liếc nhìn, ừm, bữa sáng ăn bánh chưng, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, hôm nay chúng ta ở lại Vũ Thành, sáng mai lại lên đường sở tinh hà đưa ra mệnh lệnh đầu tiên sau khi trở thành đội trưởng tinh hà sư huynh việc này không tốt lắm sẽ làm chậm trễ hành trình vạn lâm vội vàng nhắc nhở chậm trễ hành trình hừ ta muốn chính là chậm trễ hành trình từ hạo thiên tông dịch chuyển đến vũ thành bây giờ còn hai ngày nữa mới đến lúc linh quật mở ra nếu xuất phát bình thường một ngày là đủ để đến nơi việc tông môn cho hai ngày là để đề phòng những tình huống bất ngờ sở tinh hà trước đó còn đau đầu không biết làm thế nào để kéo dài hai ngày này kết quả trận pháp dịch chuyển đã mang đến cho hắn cơ hội vạn lâm sư muội từ đây đến ngư lân sơn mạch một ngày là đủ còn một ngày chúng ta sẽ chỉnh đốn ở vũ thành tranh đoạt bảo vật tuy quan trọng nhưng mọi người phải nhớ mỗi người các ngươi đều là tài nguyên quý giá nhất của hạo thiên tông mạng sống của các ngươi quan trọng hơn bất kỳ linh quật nào sở tinh hà vừa dứt lời vạn lâm đã rưng rưng nước mắt các sư đệ sư muội khác nhìn sở tinh hà cũng đầy vẻ cảm kích phải biết trước đó sở tinh hà đã lập quân lệnh trạng trước mặt mọi người ai cũng nghĩ hắn sẽ liều lĩnh yêu cầu mọi người nhanh chóng đến nơi rồi chỉ đạo đủ thứ kế hoạch nhưng không ngờ tinh hà sư huynh dù trong tình huống này vẫn đặt sức khỏe của các sư đệ sư muội lên hàng đầu mọi người khoác lên mình một bộ thường phục rồi tiến vào vũ thành vũ thành nằm ở biên giới ngư lân sơn mạch cũng là thành trì lớn nhất phía bên này ngư lân sơn mạch bước vào vũ thành đủ loại hàng hóa rực rỡ muôn màu cùng với những người qua lại trên đường phố tạo nên sự phồn hoa của vũ thành sở tinh hà nhớ đại trưởng lão từng nói vũ thành tuy lớn nhưng không đến mức phồn hoa như vậy rất nhanh sở tinh hà đã biết lý do hóa ra mấy ngày nay hàng chục thành trì xung quanh đang cùng nhau tổ chức vạn hoa thịnh hội vạn hoa thịnh hội thực chất là cuộc thi chọn hoa khôi các hoa khôi từ hàng chục thành trì lân cận tụ họp tại vạn hoa lâu ở vũ thành không khỏi thu hút các bậc lão sắc quỷ từ khắp nơi đổ về. Đừng nói là lão sắc quỷ, ngay cả sở tinh hà, người tự nhận là tiểu lan quân, thuần khiết, cũng muốn đi xem thử. Mọi người đi thẳng vào phàn lâu, tử lầu lớn nhất Vũ Thành, cũng là khách điếm lớn nhất ở đây. Vì vạn hoa thịnh hội diễn ra mấy ngày nay, các khách điếm trong thành cơ bản đều đã kín chỗ. Tuy nhiên, khi sở tinh hà đặt một viên linh thạch trung phẩm trước mặt chủ khách điếm, Nói rằng muốn bao trọn phàn lâu, chưa đầy 10 phút sau, toàn bộ phàn lâu trên dưới không còn bóng dáng một vị khách nào. Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, một viên linh thạch trung phẩm đủ để trang trải nửa năm thu nhập của một khách điếm như phàn lâu, bất kỳ chủ khách điếm nào không phải kẻ ngu ngốc đều biết phải lựa chọn thế nào. Phàn lâu có trăm phòng, nên mọi người có thể tự do lựa chọn phòng riêng, nhưng trước khi chọn phòng, Sở Tinh Hà vẫn căn dặn kỹ lưỡng các sư đệ sư muội chúng ta sẽ chỉnh đốn ở đây một ngày sáng mai xuất phát sẽ không làm chậm trễ hành trình nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi đừng có đi xem cái vạn hoa thịnh hội gì đó đừng có đi ngắm hoa khôi gì hết dù cho những hoa khôi đó có hấp dẫn đến đâu dù cho bỏ lỡ có thể hối hận cả đời nhưng nhất định phải kiềm chế bản thân sở tinh hà vừa dứt lời các sư muội gật đầu lia lịa nhưng các sư đệ thì ban đầu chỉ nghe nói vạn hoa thịnh hội chứ không nghĩ nhiều nhưng sao nghe Tinh Hà sư huynh nói xong lại thấy ngứa ngáy thế nhỉ? Tinh Hà sư huynh, không cần thiết như vậy chứ, chỉ cần chúng ta không làm chậm trễ hành trình, không vi phạm quy định của tông môn thì cũng được mà, một đệ tử tên Mã Lương bất mãn lên tiếng. Cốt lắm, kẻ cứng đầu đến rồi, ta đã đợi ngươi nửa ngày rồi, hiệu suất của ngươi không ổn chút nào, liếc nhìn kẻ cứng đầu Mã Lương, Sở Tinh Hà không nói nhiều, thản nhiên nói, ta đã nói rồi nên làm như thế nào thì các ngươi tự biết rõ trong lòng nói xong sở tinh hà trực tiếp đi chọn phòng chọn xong phòng sở tinh hà ngồi trong phòng cảm thấy vô cùng sốt ruột mã lương à mã lương ngươi phải cố gắng lên chút chứ đừng chỉ nói mà không làm đi đi hoa khôi rất hấp dẫn đấy dẫn các sư đệ khác cùng đi xem hoa khôi đi tốt nhất là tối nay còn xảy ra chuyện gì đó không thể miêu tả với hoa khôi nếu ngày hôm sau tất cả đều biến thành kẻ chân yếu tay mềm thì càng hoàn hảo hơn sở tinh hà đợi ở trong phòng thành kính cầu nguyện các sư đệ cố lên kẻo kẹt một tiếng động nhẹ từ phòng bên cạnh truyền đến sở tinh hà kích động đến mức suýt nhảy lên rốt cuộc cũng có sư đệ nhẫn nại không được đúng không ta đã nói một đám thanh niên ở độ tuổi sung mãn nhất này thử hỏi ai có thể cưỡng lại vạn hoa thịnh hội ghé vào trên cửa sổ sở tinh hà hóc lưng lại như mèo muốn nhìn một chút đến cùng ai là người đầu tiên dám làm liều. Mã Lương Hay là trong đội ngũ còn có những kẻ cứng đầu khác mà mình chưa phát hiện ra, nhìn chăm chú. Sở tinh hà thấy một người cuốn kính mít lén lút rời khỏi phàm lâu, biến mất trong ánh đèn. Nhưng nhìn thấy bóng người biến mất đó, sở tinh hà hoàn toàn choáng váng. Vạn, vạn lâm, mặc dù vạn lâm bọc kính như bánh chưng, Thế nhưng Sở Tinh Hà vẫn nhận ra nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ dáng người đặc biệt của nàng. Mẹ nó, người đầu tiên không chịu nổi tịch mịch không phải Mã Lương cũng không phải sư đệ khác, mà là Vạn Lâm, tiểu nha đầu ngươi thích cái này sao, không đúng không đúng. Vạn nhất Vạn Lâm sư muội chỉ là muốn ra ngoài tìm đồ ăn thì sao? Vạn nhất Vạn Lâm sư muội chỉ là muốn đi xem náo nhiệt thôi thì sao mà ngay lúc Sở Tinh Hà không ngừng, Vạn nhất trong đầu lại có một cánh cửa phòng mở ra. Mã Lương lấm la lấm lét nhìn xung quanh, đặc biệt là ở vị trí phòng sở tinh hà ánh mắt dừng lại thêm mấy giây, xác định không có vấn đề gì, hắn, sư, một tiếng từ trong phòng chạy ra ngoài, lặng lẽ rời khỏi khách điếm. Mà sau mã lương, lần lượt lại có không ít sư đệ không chịu nổi tịch mịch, cũng lần lượt ra ngoài. Tiếc là, tổng cộng chỉ có chưa đến 30 người, con số này quả thực khiến sở tinh hà có hơi thất vọng, những sư đệ còn lại không thích hoa khôi sao. Còn có những sư muội kia, các ngươi học vạn lâm sư muội một chút đi, thực ra ta là người rất cởi mở không phải là không thể chấp nhận các ngươi có chút ham mê đặc thù mặc dù không đạt được hiệu quả như mong đợi nhưng chu tinh hà vẫn tự an ủi mình cũng không ít đâu nhiều sư đệ như vậy đi ra ngoài đại chiến đêm khuya ngày mai từng người một đều mệt mỏi rã rời trong tình huống này vì chiếu cố sư đệ trên đường nghỉ ngơi nhiều một chút rất hợp lý sau đó bởi vì các sư đệ quá yếu thời gian nghỉ ngơi kéo dài Cuối cùng không kịp lúc linh quật mở ra cũng rất hợp lý. Lại sau đó ba tông nổi giận, đến tìm Hạo Thiên Tông, mình trước bị tước đi thân phận đệ tử thân truyền, lại bị đẩy ra chịu tội, cho dù không thể bị trục xuất khỏi tông môn, bị đánh vào ngoại môn cũng không phải là không có hy vọng, Sở Tinh Hà đắm chìm trong tương lai hạnh phúc của mình, mặc dù Hoa Khôi rất hấp dẫn, nhưng hắn vẫn quyết định giữ vững, không được lơ là, Hoa Khôi có gì tốt? Chỉ có thể ảnh hưởng tốc độ rút kiếm của ta đến lúc trở thành võ đế muốn dạng mỹ nữ nào mà không có đêm dần khuya sở tinh hà vẫn đang suy nghĩ sư đệ khác tìm hoa khôi còn có thể hiểu được nhưng vạn lâm sư muội tìm hoa khôi chuyện đó sẽ diễn ra như thế nào đây hai mỹ nữ ái chà chà hình ảnh quá đen tối không thể nghĩ tiếp nhưng ngay lúc sở tinh hà đang cố gắng xóa bỏ những hình ảnh đen tối trong đầu bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào cùng với sự náo động cửa phòng sở tinh hà cũng bị gõ vang bên ngoài cửa, Mã Lương được hai sư đệ dìu vào. Sở tinh hà cao mày, thấy trên cánh tay của Mã Lương có một vết thương sâu hắm. Không hỏi nhiều, sở tinh hà vội vàng lấy ra đan dược bóp nát để chữa trị vết thương cho Mã Lương. Đan dược của Hạo Thiên Tông không tầm thường, vết thương rất nhanh liền cầm máu và bắt đầu lành lại. Nhưng ánh mắt của sở tinh hà lại rơi vào trên mặt Mã Lương và những người khác. Rất nhanh sở tinh hà biết chuyện gì đã xảy ra, tên Mã Lương này sau khi lẻn đi liền đến vạn hoa thịnh hội, Tên này nhìn trúng một hoa khôi, muốn giành lấy, nhưng không ngờ lại gặp phải đối thủ cạnh tranh. Sau một hồi cạnh tranh, Mã Lương cuối cùng đã trở thành người chiến thắng, nhưng không ngờ đối phương thẹn quá hóa giận lại đánh lén Mã Lương, Mã Lương không đề phòng nên suýt nữa bị người ta chặt đứt cánh tay, sau đó các sư đệ khác đuổi tới, đối phương cũng nhân lúc hỗn loạn bỏ trốn, mọi người không có cách nào chỉ có thể trước tiên đưa Mã Lương đến tìm Tinh Hà sư huynh chữa trị cánh tay. Những lời ta nói các ngươi đều coi như gió thoảng bên tai sao? sở tinh hà thu hồi đang dược thản nhiên nói một người làm việc một người chịu hôm nay việc này là ta làm mất mặt tông môn muốn đánh muốn phạt sau khi trở về ngươi cứ việc báo cáo mã lương ngược lại cũng có chút kiên cường thậm chí đã chuẩn bị tâm lý trở về bị sở tinh hà thêm mắm thêm muối nhưng ngay lúc mã lương tự hỏi mình sẽ nhận hình phạt gì bên tai lại truyền đến giọng nói của sở tinh hà trương bưu triệu thông lưu hải tôn hướng tiền từng cái tên từ miệng sở tinh hà hô lên mười sư đệ cũng theo sở tinh hà điểm danh đều chạy về phía này. Các ngươi cùng ta đi vạn hoa thịnh hội, ta muốn xem thử, là tên khốn nào dám động đến sư đệ ta, hắn chán sống rồi đúng không? Mã lương choáng váng tất cả mọi người nhập môn cùng ngày, sở tinh hà dựa vào cái gì mà được khen ngợi hết lời và được nâng lên vị trí cao nhất, theo mã lương thấy, tất cả những gì sở tinh hà có được đều chỉ là nhờ vận may mà thôi. Còn về việc bên ngoài đều nói sở tinh hà có nhân phẩm tốt. Mã lương càng thêm thường, trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu là chuyện thường tình sở tinh hà này chắc chắn là kẻ xấu bụng chỉ là hắn che giấu quá tốt nên không bị phát hiện ra thôi vì vậy mặc dù ở trong đoàn trăm người nhưng mã lương vẫn luôn không phục sở tinh hà nói không cho đi vạn hoa thịnh hội dựa vào cái gì lão tử nhất định phải đi thế nhưng mã lương không ngờ mình lại gặp phải chuyện này mặc dù mã lương hối hận nhưng cũng không có cách nào khác theo mã lương thấy lần này sở tinh hà nhất định sẽ bắt lấy việc mình vi phạm mệnh lệnh của mình mà hung hăng dạy dỗ mình thậm chí sau này trở về chắc chắn sẽ thêm mắm thêm muối ở tông môn mình nhất định sẽ bị trừng phạt nhưng mã lương đã chuẩn bị tâm lý cùng lắm thì bỏ qua thân phận đệ tử tinh anh này thôi với thực lực của mình sớm muộn gì cũng sẽ lấy lại được nhưng ngay lúc mã lương chờ đợi sự trách mắng của sở tinh hà sở tinh hà lại trực tiếp gọi mười sư huynh đệ tới các ngươi cùng ta đi vạn hoa lâu ta muốn xem thử là tên khốn nào dám động đến sư đệ ta hắn chán sống rồi đúng không lời nói của sở tinh hà không chỉ khiến mã lương choáng váng mà ngay cả đệ tử đỡ mã lương trở về cũng choáng váng bọn họ cùng với mã lương nhập môn cùng ngày cũng là đệ tử cùng cung ngày thường rất thân thiết hôm nay mã lương vi phạm quy định trước bị người đánh lén bị thương sau trừng phạt là điều không thể tránh khỏi hai người đều đang nghĩ cách xin tha giúp mã lương nhưng không ngờ Tinh Hà Sư Huynh căn bản không hề trách mắng Mã Lương, ngược lại trực tiếp điểm người muốn đi vạn hoa lâu. Hành động này khiến hai người ngây ngẩn cả người. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Xuất phát. Sở Tinh Hà vung tay lên, tất cả mọi người đuổi theo. Một đám người hùng hổ đi vào vạn hoa lâu nơi tổ chức vạn hoa thịnh hội. Lúc này trước vạn hoa lâu vẫn như cũ tấp nập người qua lại, có thể thấy sự việc vừa xảy ra không gây ảnh hưởng quá lớn đến nơi này. Mã Lương cho đến khi vào Vạn Hoa lâu vẫn còn mơ màng, Sở Tinh Hà muốn làm gì đây? Mà ngay lúc Mã Lương còn đang ngẩn người, Sở Tinh Hà đã dẫn mọi người vào Vạn Hoa lâu. Đối mặt với một đám thanh niên tràn đầy sát khí, người của Vạn Hoa lâu hiển nhiên đã nhận ra bọn hắn không phải đến để chọn hoa khôi, thậm chí có người nhận ra Mã Lương chính là người vừa bị đánh lén. Xin dừng bước, một người trông như là đội trưởng hộ vệ tiến lên muốn ngăn cản, nhưng hắn còn chưa nói hết câu, đã bị Sở Tinh Hà đá thẳng một cước vào ngực, cả người bay ngược ra sau ầm um, bàn ghế vạn hoa lâu bị người bay ngược đập vào làm náo loạn trong phút chốc bên trong vạn hoa lâu hỗn loạn vô số hoa khôi xinh đẹp cũng biến sắc không chỉ người của vạn hoa lâu ngơ ngác mà ngay cả các sư đệ đi theo sở tinh hà cũng ngơ ngác tinh hà sư huynh nóng nảy vậy sao ngay cả lời cũng không cho người ta nói xong đã trực tiếp động thủ vô số hộ vệ từ bốn phương tám hướng chạy tới sở tinh hà vung tay lên đánh ngã hết cho ta tung lệnh lúc này thấy tinh hà sư huynh đã ra tay các sư đệ còn gì phải do dự căn bản không cần bất kỳ linh binh nào, một đám thiên kiêu chi tử của hạo thiên tông, dù cảnh giới không cao, cũng tuyệt đối không phải những tiểu hộ vệ này có thể ngăn cản. Mười hơi sau, hiện trường không còn một hộ vệ nào có thể đứng vững. Người của vạn hoa lâu cũng choáng váng, bọn họ đã từng gặp người không nói lý lẽ, nhưng chưa từng thấy ai không nói lý lẽ như sở tinh hà, người ít ra cũng nói rõ tình huống rồi mới động thủ chứ, không nói một lời đã xông vào đánh người là sao, người không liên quan cút hết ra ngoài, không thì sẽ nằm xuống giống như bọn hắn. chuẩn quầy vạn hoa lâu mười nhịp thở nữa không ra, hôm nay ta sẽ phá hủy vạn hoa lâu, sở tinh hà cuối cùng cũng lên tiếng, mà theo lời sở tinh hà vừa dứt, một đám sư đệ cũng sắn tay áo chuẩn bị động thủ. Những người xem náo nhiệt cũng bắt đầu lùi ra ngoài. 10, 9, 8, sở tinh hà bắt đầu đếm ngược. Khi đếm ngược đến 3, một nam nhân trung niên hơn 40 tuổi chạy xuống từ trên lầu. Xin dừng tay, ta là trưởng quầy vạn hoa lâu nhìn trưởng quầy vạn hoa lâu chạy đến trước mặt mình sở tinh hà đưa tay chỉ mã lương cách đó không xa biết hắn không 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 quen trưởng quầy nhìn thoáng qua rồi nói nhưng lời còn chưa dứt một cái tát tai đã giáng xuống khiến hắn xoay ba vòng rưỡi rồi ngã xuống đất máu tươi hòa với mấy chiếc răng phun ra từ miệng trưởng quầy tất cả mọi người đều choáng mã lương cũng choáng váng sở tinh hà trước mắt lúc này đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của mã lương lúc đầu sở tinh hà dẫn người đến nói là báo thù cho mình, Mã Lương còn nghi ngờ sở tinh hà chỉ là làm bộ làm tịch, nhưng bây giờ, Mã Lương biết mình sai, rất sai, tinh hà sư huynh căn bản không phải làm bộ, hắn là thật sự quan tâm mình, trưởng quầy miệng đầy máu lúc này che má, nước mắt cũng rơi xuống. Quen, quen biết, vừa rồi vị thiếu hiệp kia ở đây có chút xung đột với người khác. Đối phương là ai? Giọng sở tinh hà lạnh lùng. Ta, ta không, vừa nói ra một chữ, không, cái tát tai đã đến, bốc một tiếng thanh thúy vang lên, răng bên kia của trưởng quầy cũng không còn. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Sở Tinh Hà nói rồi trực tiếp cầm lấy một cây nến trên bàn, ném về phía cầu thang gỗ của Vạn Hoa lâu, ánh nến đốt cháy cầu thang, trong nháy mắt lửa đã bốc lên, ngươi không còn nhiều thời gian, trả lời chậm Vạn Hoa lâu sẽ không còn. Sở Tinh Hà mặt không đổi sắc, mà cảnh tượng này khiến một đám sư huynh đệ há hốc mồm. Đại nhân, ta ta, ta thật sự, là hoàng gia, tam thiếu gia hoàng gia, hoàng thiếu hoa, cuối cùng, trước ngọn lửa trên cầu thang vạn hoa lâu, trưởng quầy đã sụp đổ, hắn đã gặp vô số kẻ hung ác, nhưng chưa từng thấy ai như sở tinh hà. Không nói nhảm một câu, trực tiếp phóng hỏa vạn hoa lâu, nếu mình do dự lâu hơn một chút, ngọn lửa này nhất định không cứu được. Có được câu trả lời mình muốn, sở tinh hà không nói hai lời, vất tay dẫn mọi người vội vàng rời đi. Còn bên vạn hoa lâu, nhờ trưởng quầy trả lời nhanh nên lửa cuối cùng không cháy lan ra, nhưng tổn thất của vạn hoa lâu cũng không nhỏ. Nhanh, đi hoàng gia báo tin. Trưởng quầy lúc này không quan tâm đến cái miệng sưng vù của mình, vội vàng ra lệnh cho thuộc hạ. Trưởng quầy không biết sở tinh hà là ai, nhưng hắn biết, hoàng gia lần này nhất định đã đá phải thiết bản, trưởng quầy đã gặp nhiều kẻ hung ác, nhưng kẻ không nói lý lẽ như sở tinh hà thì hắn lần đầu tiên thấy bên kia sở tinh hà đã dẫn theo đám người mã lương trở lại phàn lâu mà những người lén lút ra ngoài bao gồm cả vạn lâm đều đã nghe tin tức chạy về nhìn thấy sở tinh hà dẫn người từ bên ngoài trở về tất cả mọi người lập tức vây quanh là tam thiếu gia hoàng gia hoàng thiếu hoa mọi người thu dọn đồ đặt một chút ta muốn xem thử hoàng gia này có gan to bằng trời lại dám động đến sư đệ của ta vâng mọi người đều lĩnh mệnh trở về phòng thu dọn Tại hoàng gia, Hoàng Vĩnh Đường vừa mới kết thúc cuộc vui với tiểu thiếp thứ 13 của mình, còn chưa kịp tận hưởng lại 10 giây đó, đã bị một tràng tiếng đập cửa gấp gáp làm phiền. Ai vậy? Muốn chết à? Hoàng Vĩnh Đường mặc dù tức giận, nhưng vẫn mở cửa, chỉ thấy đại quản gia hoàng gia, Hoàng Lượng lộ vẻ mặt sốt sắng nói: "Tam thiếu gia gây chuyện, Hoàng Lượng đem sự việc hôm nay kể lại chi tiết cho Hoàng Vĩnh Đường." ngay cả chuyện đám người sở tinh hà suýt nửa đốt vạn hoa lâu cũng nằm trong đó một đám người trẻ tuổi lợi hại không phải người của tinh nguyệt tông à hoàng vĩnh đường do dự nhưng sau khi nghe quản gia nói chắc chắn không phải người của tinh nguyệt tông hoàng vĩnh đường thở phào nhẹ nhõm hừ trên mảnh đất vũ thành này ngoài người của tinh nguyệt tông ra thật sự không có ai mà hoàng gia hắn để vào mắt phải biết dòng họ bọn họ dù là chi nhánh nhưng cũng là chi nhánh của bình viễn hoàng gia bình viễn hoàng gia là một trong ba đại gia tộc trên đời nhờ thế lực của bản gia hoàng gia bọn họ trên mảnh đất vũ thành này ai mà không nể mặt vài phần việc này ta đã biết phái người đi điều tra lai lịch của đám người này hoàng vĩnh đường dặn dò xong hoàng lượng gật đầu đi làm bên kia khi đoàn người trăm người đã thu dọn xong xuôi tất cả mọi người đi theo sau lưng sở tinh hà không nói một lời chuyện tinh hà sư huynh đốt vạn hoa lâu hôm nay hiện tại mọi người đều biết những người không thể đi theo lúc đó đều vô cùng hối hận đây có phải là Tinh Hà sư huynh mà họ quen biết không? Quá bá đạo, không nói một lời liền động thủ, chỉ cần dám nói một chữ, không, là trực tiếp đốt luôn cả vạn hoa lâu. Khi tia nắng đầu tiên của bình minh chiếu xuống dinh thự hoàng gia, Sở Tinh Hà cũng dẫn theo đoàn người trăm người đến trước cổng hoàng gia. Người bảo vệ cổng nhìn thấy đoàn người trăm người hùng hổ vội vàng báo cáo tin tức. Tin tức cũng nhanh chóng đến tai quản gia Hoàng Lượng, tối qua lão gia bảo hắn điều tra thân phận đối phương. Bên mình còn chưa kịp điều tra thì đối phương đã đến, nhưng cũng đỡ việc, Hoàng Lượng vội vàng đến tìm Hoàng Vĩnh Đường, nghe nói đối phương đã đánh tới cửa, Hoàng Vĩnh Đường tức giận đến mức lật cả bàn ăn sáng, một đám nhãi ranh không biết sống chết, bọn chúng không điều tra xem, ở Vũ Thành này hoàng gia chúng ta ngoài Tinh Nguyệt Tông ra còn sợ ai. Hoàng Vĩnh Đường hét lớn một tiếng, vô số đệ tử hoàng gia cũng từ bốn phương tám hướng tụ tập lại. Hoàng Vĩnh Đường thề hôm nay chỉ cần không phải đệ tử tinh Nguyệt Tông, hắn đảm bảo sẽ khiến đối phương có đi không về, nhưng ngay lúc Hoàng Vĩnh Đường đang tập hợp người, một tiếng nổ lớn từ cổng lớn Hoàng gia truyền đến. Cánh cổng lớn khoảng 5 mét của Hoàng gia bị người ta đánh bay, cả nửa bức tường của Hoàng gia cũng sụp đổ theo, bụi mù tan đi chỉ thấy trước cổng Hoàng gia đã có một đệ tử Hoàng gia nằm dưới đất. Chẳng lẽ bọn họ thật sự là đệ tử tinh Nguyệt Tông, Hoàng Vĩnh Đường lúc này cũng có chút bối rối, dám đánh đến tận cửa ngang ngược như vậy, rõ ràng không phải người bình thường có thể làm. Nhưng ngay lúc Hoàng Vĩnh Đường vừa dứt lời, có người của Hoàng gia lên tiếng, đại bá, không thể nào là đệ tử Tinh Nguyệt Tông, gần đây Tinh Nguyệt Tông đang tổ chức đại điển, trừ phi có lý do đặc biệt, đệ tử căn bản sẽ không rời khỏi Tông Môn. Nghe được tin tức này Hoàng Vĩnh Đường trong lòng mừng rỡ, không phải Tinh Nguyệt Tông thì dễ rồi, xem ra đây chỉ là một đám nhóc con không hiểu chuyện gì, bọn chúng coi Hoàng gia là nơi nào giám phá cổng hoàng gia, hôm nay bọn chúng đều phải ở lại đây. Tất cả đệ tử hoàng gia nghe lệnh ta, hôm nay phải khiến đám nhãi ranh không biết trời cao đất dày này có đi không về. Vâng, đông đảo đệ tử hoàng gia đồng thanh hô lớn, mà ngay trong tiếng hô của bọn họ, đoàn người trăm người do Sở Tinh Hà dẫn đầu vượt qua bức tường đổ nát chậm rãi bước vào hoàng gia, đợi cho tất cả mọi người bước vào hoàng gia, Sở Tinh Hà xé toạc lớp áo thường ngày bên ngoài, trang phục đệ tử thân truyền của Hạo Thiên Tông lộ ra trước mắt mọi người những người khác sau lưng sở tinh hà cũng làm như vậy tất cả thường phục bị xé mở trang phục đệ tử tinh anh màu đen của hạo thiên tông đồng loạt xuất hiện quả nhiên không phải tinh nguyệt tông tinh nguyệt tông không có trang phục đệ tử màu đen hoàng lượng nhìn thấy trang phục đệ tử màu đen đồng loạt thì mừng rỡ nhưng niềm vui của hắn chỉ kéo dài một giây đã bị một cái tát tai đánh tỉnh người ra tay không phải ai khác chính là hoàng vĩnh đường hoàng vĩnh đường cũng nhìn thấy đúng là không phải đệ tử tinh nguyệt tông nhưng hai chữ hạo thiên kia là độc nhất vô nhị trên đời bọn họ là đệ tử của hạo thiên tông tông môn đệ nhất thiên hạ tại vũ thành thậm chí trên toàn ngư lân sơn mạch thế lực có ảnh hưởng nhất chính là tinh nguyệt tông tinh nguyệt tông là bá chủ duy nhất của vùng đất này vì vậy mặc dù hoàng gia có thế lực phi phàm ở vũ thành nhưng điều kiện tiên quyết là họ tuyệt đối không chọc vào tinh nguyệt tông và hoàng gia cũng thực sự làm như vậy chỉ cần tinh nguyệt tông nhúng tay vào việc gì hoàng gia lập tức nhượng bộ rút lui đây cũng là lý do họ có thể phách lối cho đến ngày nay nhưng hôm nay người đến tuy không phải người của tinh nguyệt tông nhưng những người này còn đáng sợ hơn tinh nguyệt tông nhiều thiên hạ đệ nhất tông hạo thiên tông nếu nói tinh nguyệt tông là kẻ thống trị ngư lân sơn mạch thì hạo thiên tông chính là bá chủ toàn thiên hạ dù là cường hãn như tinh nguyệt tông ở trước mặt hạo thiên tông cũng phải run rẩy và lúc này đây trang phục đệ tử màu đen của Hạo thiên tông khiến hoàng vĩnh đường cũng cảm thấy tê dại da đầu trang phục của đệ tử bình thường Hạo thiên tông là màu xám chỉ có đệ tử tinh anh mới có thể mặc màu đen những người này đều là đệ tử tinh anh của Hạo thiên tông và đáng sợ hơn nữa là người đứng đầu tiên trên trang phục đệ tử màu đen của hắn còn theo vân văn và tinh văn hoàng vĩnh đường có chút choáng váng đệ tử hạch tâm mới có thể có viền chỉ vàng còn vân văn và tinh văn đại diện cho đệ tử thân truyền, nói một cách khác, người đứng đầu tiên kia chính là đệ tử thân truyền của Hạo Thiên Tông, Hoàng Vĩnh Đường có chút khó thở, hôm qua trưởng quầy vạn hoa lâu gửi tin tức nói hoàng gia có thể đã đá phải tấm sắt, đây đâu phải tấm sắt, đây mẹ nói là cả một ngọn núi sắt, gia chủ hoàng gia ra đây nói chuyện. Sở Tinh Hà lạnh lùng lên tiếng. Hoàng Vĩnh Đường nghe thấy giọng nói này toàn thân rung lên, nhìn những đệ tử hoàng gia bên cạnh, hắn vội vàng nói, có có có, ta là gia chủ hoàng gia, Hoàng Vĩnh Đường, Hoàng Vĩnh Đường bước nhanh ra khỏi đám đông, chạy về phía sở Tinh Hà. Khi đến trước mặt sở Tinh Hà, Hoàng Vĩnh Đường nở nụ cười nịnh nọt trên mặt. Chưa kịp để Hoàng Vĩnh Đường mở miệng lần nữa, chỉ nghe, bốp, một tiếng giòn tan, sở Tinh Hà tác thẳng vào mặt Hoàng Vĩnh Đường không chút phòng bị, Hoàng Vĩnh Đường bị tác một cái loạn choạng suýt ngã. Hoàng Vĩnh Đường chán ván, người hoàng gia cũng chán ván, ngay cả sở hùng và các sư đệ sư muội bên này cũng đều chán ván. Hoàng Vĩnh Đường là một mũ phẩm võ linh, tuy đặt ở hạo thiên tông không là gì nhưng một mũ phẩm võ linh thật sự muốn động thủ nhiều nhị phẩm võ sư như bọn họ cũng không chắc chắn có thể đứng vững dù sao trên lệch ba cấp bậc dù bọn họ có ưu tú đến đâu số lượng nhiều cũng vô dụng cái tác bất ngờ này đánh bay mọi sự nịnh nọt trên mặt hoàng vĩnh đường lúc này sự sỉ nhục và phẫn nộ khiến mặt hắn trở nên dữ tợn linh lực toàn thân điên cuồng tuôn trào dường như muốn xé sở tinh hà thành từng mảnh ta giết ngươi hoàng vĩnh đường linh lực dân trào lao về phía Sở Tinh Hà, nhưng Sở Tinh Hà lại đứng yên tại chỗ, mặc cho linh quang khủng bố lao đến trước mặt. Mọi người đều nghĩ Sở Tinh Hà sẽ bị linh quang này đánh bay, nhưng linh quang lại dừng lại cách Sở Tinh Hà chưa đầy 10 cm. Sở Tinh Hà khinh thường nhìn linh quang dừng lại trước mặt. Cũng có chút cốt khí, nhưng không nhiều, có phải rất muốn giết tất cả chúng ta không? Ngươi có thể thử xem Hạo Thiên Tông chúng ta có chậm chạp đến mức trăm đệ tử tinh anh bị giết mà không có manh mối hay không? Đương nhiên ngươi cũng có thể đánh cược tính mạng của tất cả mọi người trong hoàng gia các ngươi xem hạo thiên tông chúng ta là nhân từ nương tây hay là đồ diệt cả nhà ngươi sở tinh hà nói một cách bình tĩnh nhưng từng chữ lại như một cây búa tạ đập vào lòng hoàng vĩnh đường tinh nguyệt tông hắn không thể chọc vào hạo thiên tông càng không cần phải nói dù là quái vật khổng lồ như bình viễn hoàng gia cũng tuyệt đối không dám tùy tiện đối địch với hạo thiên tông hơn trăm đệ tử tinh anh chết trong một ngày tại hoàng gia hạo thiên tông có thể tha cho hoàng gia mới là lạ có lẽ đến lúc đó toàn bộ vũ thành sẽ bị sang phẳng đến con dung cũng phải moi ra chặt đứt trứng gà cũng phải đánh nát không chỉ vũ thành đến lúc đó dù là bình viễn hoàng gia cũng nhất định phải chịu cơn thịnh nộ của hạo thiên tông cái giá này hoàng vĩnh đường không gánh nổi hoàng gia cũng không gánh nổi cho nên dù là một ngũ phẩm võ linh bị sở tinh hà tác hắn cuối cùng vẫn nhịn được thiếu hiệp có phải có hiểu lầm gì không hoàng vĩnh đường thay đổi thái độ nịnh nọt hiểu lầm không có hiểu lầm gì cả giao hoàng thiếu hoa ra đây hắn chém sư đệ ta một kiếm ta chỉ cần một cánh tay của hắn chém người ta một kiếm chỉ cần một cánh tay của ngươi rất hợp lý phải không hoàng vĩnh đường cảm thấy nếu là hạo thiên tông làm vậy thật sự không quá đáng nhưng hoàng vĩnh đường trước đây đã mất con hai đứa con trai trước của hắn đều chết vì nữ nhân đứa con trai thứ ba này là cốt nhục duy nhất của hắn luôn được nuông chiều từ bé lúc này muốn một cánh tay của đứa con trai duy nhất hắn sao có thể chấp nhận được thiếu hiệp chuyện của quyển tử ta cũng đã nghe nói xin thiếu hiệp nể tình hắn còn nhỏ tuổi mà tha cho hắn một lần như vậy ta lấy đồ vật bồi thường cho sư đệ của thiếu hiệp như thế nào hoàng vĩnh đường vừa nói vừa lấy ra một chiếc trương báo từ càng không giới của mình trương báo mở ra linh quan tỏa ra bốn phía nửa trương linh thạch trung phẩm khiến người hoàng gia đỏ mắt thiếu hiệp đại nhân không chấp tiểu nhân những thứ này coi như là bồi thường thiếu. Hoàng Vĩnh Đường còn chưa nói hết, sở tinh hà đã trực tiếp đạp đổ rương linh thạch này. Một rương linh thạch trung phẩm. Người đang sỉ nhục ai đấy? Người có biết trong càng không giới của ta có bao nhiêu linh thạch thượng phẩm không? Lấy ra có thể lấp đầy cả hoàng gia các ngươi. Người lấy linh thạch trung phẩm ra chẳng phải là đang sỉ nhục ta sao? Mười nhịp thở nữa Hoàng Vĩnh Hoa không xuất hiện, ta sẽ lập tức đi. Sở tinh hà căn bản không cho Hoàng Vĩnh Đường bất kỳ thời gian suy nghĩ nào, vừa dứt lời đã bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8, 7, 6, khi sở tinh hà đếm đến 2, vẫn không có ai đứng ra. Nhưng ngay khi sở tinh hà sắp mở miệng, Hoàng Vĩnh Đường lên tiếng, mang Hoàng Thiếu Hoa tới, giọng Hoàng Vĩnh Đường không giấu nổi sự bi thương, nhưng hắn biết, đây là cơ hội cuối cùng, nếu sở tinh hà quay lưng bỏ đi, thì tuyệt đối không chỉ đơn giản là muốn một cánh tay của Hoàng Thiếu Hoa nữa. Rất nhanh, người Hoàng gia mang Hoàng Thiếu Hoa đang điên cuồng dãy dụa tới cha, đừng mà, cứu con, con không dám nữa, con không tranh với hắn nữa, con sai rồi." Hoàng Thiếu Hoa lúc này đã sợ tè ra quần. Tự mình động thủ. Sở Tinh Hà thậm chí không thèm nhìn Hoàng Thiếu Hoa một cái, mà nói với Mã Lương. "Vâng." Mã Lương trong lòng đã sớm dồn nén một cục tức, lúc này không nói hai lời giơ tay chém xuống, tiếng kêu thảm thiết cùng với máu tươi rơi xuống sân nhà hoàng gia. Hoàng Thiếu Hoa ngất xỉu tại chỗ hoàng gia chủ sau này nên dạy dỗ con cái mình nhiều hơn không phải ai cũng dễ nói chuyện như ta đâu sở tinh hà nhìn hoàng vĩnh đường đang ngồi liệt dưới đất nói xong rồi quay lưng bỏ đi đoàn người trăm người đi theo sau sở tinh hà bước qua bức tường đổ nát của hoàng gia những người vây xem bên ngoài lúc này đều tản ra nhường đường sở tinh hà dẫn mọi người đi thông dong dưới ánh mắt của vô số người nhìn đám người sở tinh hà biến mất ở cuối đường biết bao nhiêu trái tim người trẻ tuổi trên đường phố rung động đại ca, đây chính là hạo thiên tông trong truyền thuyết sao, quá bá đạo, ngũ phẩm võ linh cảnh nói tác là tác, nói muốn tay con trai hắn, hắn còn phải tự mình đưa con trai ra, thiên hạ đệ nhất tông không chỉ là hư danh, cha ơi, con nghĩ kỹ rồi, con không muốn vào tinh nguyệt tông nữa, con muốn vào hạo thiên tông, con trai à, về nhà tắm rửa rồi đi ngủ đi, chuyện cổng hoàng gia bị phá, sở tinh hà tác gia chủ hoàng gia, chặt đứt cánh tay hoàng thiếu hoa như gió lan truyền khắp vũ thành. Chuẩn quầy vạn hoa lâu sờ lên quai hàm sưng của mình, dù đến lúc này khi nhớ lại hắn vẫn còn toát mồ hôi lạnh hạo thiên tông bọn sát thần đó lại là hạo thiên tông may mà mình không do dự nói ra hoàng thiếu hoa nếu không thì không chỉ quay hàm sưng vạn hoa lâu có lẽ đã bị đốt trụi mà mạng nhỏ của mình cũng khó giữ hạo thiên tông là tồn tại đứng trên tất cả buổi trưa bên ngoài vũ thành sở tinh hà mặt không cảm xúc dẫn mọi người lên đường nhưng tất cả sư đệ sư muội phía sau đều lộ vẻ mặt u ám tinh hà sư huynh lần này đều tại ta đều do ta không nghe lời huynh mới gây ra nhiều chuyện như vậy bây giờ đến linh quật chắc chắn không kịp rồi mã lương nói đến mức nước mắt cũng rơi theo những sư huynh đệ khác tuy không nói gì nhưng trong mắt cũng mang theo một chút kỳ lạ các ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì mã lương lần này tuy không tuân theo mệnh lệnh của ta nhưng đúng như hắn nói môn quy không cấm thì hắn làm cũng không sai mà bị đánh lén cũng không phải Mã Lương mong muốn, còn việc trì hoãn hành trình cũng là do quyết định của ta, cho nên các sư đệ sư muội, đừng trách Mã Lương, dù chúng ta thật sự không đuổi kịp, trách nhiệm cũng đều tại ta, bất kể tông môn có hình phạt gì ta đều sẽ gánh chịu một mình. Hu hu hu, lần này Mã Lương thật sự khóc. Mã Lương ôm lấy đùi Sở Tinh Hà vừa khóc vừa tác vào miệng mình. Tinh Hà sư huynh, ta không phải người, ta lòng dạ hẹp hòi ta luôn nghe người ta nói tinh hà sư huynh nhân từ, ta vẫn nghĩ tinh hà sư huynh là người hai mặt, cho nên ta cố ý làm trái lại với huynh, tinh hà sư huynh ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, mã lương khóc như mưa. Mà những người xung quanh lúc này nhìn sở tinh hà với ánh mắt đầy kính trọng. Trước khi đến linh quật, mọi người đều biết sở tinh hà đã lập quân lệnh trạng, nhưng vì sự khó chịu do trận pháp dịch chuyển, sở tinh hà vẫn để mọi người nghỉ ngơi, đây là vì cân nhắc cho từng sư đệ sư muội sau đó mã lương không tuân theo mệnh lệnh tự ý ra ngoài gây họa nhưng sở tinh hà không trừng phạt mã lương trước mà là dẫn người đi tìm hung thủ trừng trị hung thủ quyết không cho phép bất cứ ai làm tổn thương sư đệ của mình cũng quyết không cho phép bất cứ ai làm tổn hại danh dự của hạo thiên tông về việc vì thế mà trì hoãn thời gian không ai trách sở tinh hà mỗi người tự hỏi trong lòng nếu mình là tinh hà sư huynh liệu mình có thể bất chấp quân lệnh trạng và những hình phạt sau này mà nhất định phải bảo vệ sư đệ của mình, giữ gìn tông môn hay không? Trong đoàn người trăm người có 30% là đi theo sở tinh hà để lấy linh binh, bọn họ cũng giống như vạn lâm từ lâu đã không còn nghi ngờ gì về nhân phẩm của tinh hà sư huynh. Nhưng 70% còn lại đều đến từ các cung khác, bọn họ rất ít tiếp xúc với sở tinh hà, phần lớn đều là nghe nói, nhưng chỉ trong một ngày một đêm ngắn ngủi, 70% người này bao gồm cả mã lương đã có cái nhìn hoàn toàn mới về tinh hà sư huynh đối với đồng môn như gió xuân ấm áp đối với kẻ địch như mùa đông lạnh giá tàn khốc biết rõ việc trì hoãn hành trình đến linh cuộc sẽ bị trừng phạt nặng nhưng vẫn sẵn lòng một mình gánh chịu không để liên lụy đến bất kỳ sư đệ sư muội nào một sư huynh tốt như vậy thử hỏi đi đâu mà tìm mã lương lau khô nước mắt trên mặt hắn thề đây là lần cuối cùng mình khóc trong đời từ giờ phút này trở đi hắn muốn trở thành một người ưu tú như tinh hà sư huynh không mình có lẽ vĩnh viễn không thể đạt đến tầm cao của tinh hà sư huynh nhưng chỉ cần học được một phần vạn cũng đủ cho mình dùng cả đời tại hạo thiên cung trước hạo thiên kính tông chủ cố minh triều đại trưởng lão cùng với các cung chủ trưởng lão lúc này đều có mặt mà trước mặt họ hình ảnh trên hạo thiên kính chính là hình ảnh của đoàn người trăm người hạo thiên tông tuy là thiên hạ đệ nhất tông nhưng sở tinh hà và những người trẻ tuổi này đều là những đứa trẻ chưa trải sự đời trong tình huống này các trưởng bối của tông môn làm sao có thể hoàn toàn yên tâm được mặc dù không ai nhắc đến chuyện này nhưng trên thực tế mọi chuyện xảy ra kể từ khi bọn hắn đến vũ thành đều nằm dưới sự chú ý âm thầm của những vị lão thành này mà lúc này đây nhìn những sự việc đã xảy ra trong một ngày một đêm qua trên hạo thiên kính tất cả mọi người đều im lặng nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha